Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 gồm 11 chương 141 điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, trong đó có 14 nội dung mới trọng tâm. Nội dung thứ nhất, bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75 tuổi, hiện hành là 80 tuổi. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đủ 70 tuổi trở lên đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thứ hai, bổ sung quy định nhằm gia tăng sự liên kết giữa tầng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm xã hội cơ bản, bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ thời gian đóng để hưởng lương hưu, chưa đủ 15 năm đóng và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chưa đủ 75 tuổi nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu, thì người hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội. Thứ ba, mở rộng đối tượng tham gia. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định mở rộng đối tượng được tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội bằng việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, người lao động làm việc không chọn thời gian, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. Thứ tư, bổ sung quyền thụ hưởng chế độ ốm đau thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã chính thức bổ sung quyền thụ hưởng chế độ ốm đau thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thay vì chỉ hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất như hiện hành. Thứ sáu, đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm sẽ được hưởng lương hưu. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 gia tăng cơ hội được hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội thông qua việc giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Thứ bảy, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Thứ tám, đảm bảo quyền tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Thứ chín, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có quy định về nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội thông qua việc mở rộng danh mục và phương thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Thứ 10, bổ sung quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung một chương quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, trong đó quy định về đối tượng, nguyên tắc quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và chính sách của nhà nước đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn. Thứ 11, quy định cụ thể về mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở. Luật quy định mức tham chiếu dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Thứ 12, quy định rõ về quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội. Tăng cường tính tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động bằng việc dành riêng một chương để quy định về quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội, làm rõ nội hàm và việc xử lý hành vi chậm đóng và hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thứ 13, quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội thông qua việc bổ sung quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, điều chỉnh, cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội. Nội dung thứ 14, sửa đổi, bổ sung quy định của các chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp hơn với thực tiễn, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, nhiều người lao động băn khoăn làm thế nào để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Trả lời vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết,
theo quy định của chính sách hiện hành, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ với lao động nữ từ năm 2024 trở đi là 56 tuổi 4 tháng, lao động nam là 61 tuổi nhưng chưa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ năm thì không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Nếu người lao động có nguyện vọng được hưởng lương hưu thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu theo quy định. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần. Ngoài ra, có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, tương đương với 120 tháng, thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, nếu người lao động muốn hưởng lương hưu sớm nhất, có thể đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức đóng một lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay tại tháng liền kề sau tháng đóng bảo hiểm xã hội. Để được hưởng lương hưu sớm nhất có thể, người lao động cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang cư trú để được hướng dẫn các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua, để gia tăng cơ hội được hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc này nhằm tạo cơ hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc tham gia không liên tục nên có thời gian đóng ngắn được hưởng lương hưu. Cụ thể, người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu có đủ điều kiện: nam đủ 61 tuổi 3 tháng, nữ 56 tuổi 8 tháng, tương ứng với tuổi nghỉ hưu. Mỗi năm sau đó, tuổi hưởng lương hưu tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Ngoài ra, lao động đóng bảo hiểm xã hội đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và hưởng trợ cấp hưu trí sẽ được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức hưởng cụ thể tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trước đó. Trong thời gian hưởng trợ cấp, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đề xuất Quốc hội tiếp tục quan tâm và ưu tiên tăng chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế, đảm bảo tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước. Điều này sẽ tạo ra nguồn tài chính vững chắc cho y tế Việt Nam. Bộ Y tế đề nghị các bộ ủng hộ việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của nhân dân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng danh mục dịch vụ khám chữa bệnh cũng như tính chi phí quản lý, khấu hao, chi phí nhân lực phục vụ chăm sóc toàn diện vào giá dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần coi công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Sức khỏe của người dân là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của mỗi địa phương. Vì thế, Bộ Y tế đề nghị các địa phương hãy mạnh dạn đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây không chỉ là giải pháp cấp thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là chìa khóa vàng để thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bao trùm của từng vùng miền.